Xin chào anh em, mình chia sẻ với anh em chút xíu về tính năng tỉ cái độ tỉ mỉ của kéo cắt ống của hãng Edora hay là nói chung là của Đức, nó khác với của Nhật như thế nào. Anh Cường xem đây. Đây là cây kéo cắt ống này, ra hay dao cắt ống cũng được, cái này của Nhật, à của Đức. Còn cái này của Nhật. Nó khác nhau là cùng là của phát xít cả, phát xít Đức với phát xít Nhật cả, nhưng mà mình toàn xài đồ của phát xít thôi. À, cái này. Cái này nó có cây to hơn, cái này cắt cái ống 42 mình cũng có cây ống 42 nhưng mà mình lười biếng không có lấy ra, mình lấy cái này thôi. Mình hay nói về độ an toàn ha. Mình so sánh. Của người Đức người ta đánh dấu ở đây luôn. Còn cẩn thận với đối với các ngón tay vì tình trạng ấy nó có thể gây ra tai nạn lao động. Là một. Được chưa? Nhật không có. Không có đâu nha. Đứt ngón tay ráng chịu. Tiếp theo. Bên đây họ có một cái hướng để đưa con dao vào. Thằng này không. Thứ hai nữa là bạn thấy là cái con dao này khi mà mở con dao ra hai cái nó khác nhau này. Đó, của Đức là họ nó che kín toàn bộ cái phần lưỡi luôn. Cái hộp này nó che kín toàn bộ phần lưỡi, bạn không thấy lưỡi đâu hết. Để nó an toàn. Vì trong trường hợp như thế này bạn thấy là va quẹt ở đây nó có thể nó gây ra tai nạn. Mặc dù ở đây họ cắt vát bỏ cái phần mép, phần mũi đầu đi này. Cần quay sát này thấy cái cắt bỏ mũi gì, bởi nếu bạn tưởng tượng đây nó còn cái mũi này bạn rất là dễ bị quẹt vào đây và nó dễ gây ra tai nạn lao động hay gây ra chấn thương ấy, nghĩa là xịt máu á, xịt siro ra. Nhưng mà để trong tình huống để như thế này đi chăng nữa thì bạn thấy là cái lưỡi dao nó vẫn còn đang có cơ hội để gây ra tai nạn, nhưng mà của Đức thì họ làm kỹ hơn tí, họ giấu đi luôn, nó có họ lại cái này họ làm ra đến đây luôn để che toàn bộ phần lưỡi, chỉ có khi nào bạn cắt là ống đã nằm ở đây rồi, bạn cắt rồi thì dao nó bắt đầu nó mới lòi ra. Ok đấy, dao này mình có làm cái kéo cắt ống này mình có làm review khá là chi tiết rồi ha. À, phần tay cầm thì họ đây họ bỏ thêm một cái lớp để nó tạo ra cái ma sát tốt mềm ở đây. Đó, khi cắt xong khi bạn nhả ra bạn kéo đây để nhả ra. Ok. À, thì đó là hai cái tính năng độ hoàn thiện cao, người Việt mình mà quan tâm ấy không quan tâm an toàn lao động lắm, bán bom là bao luôn cưa rồi. Này em thôi gì bom mà ngồi cưa được này em thôi gì, mà đấy các bạn thấy là giữa cùng của hai nước phát xít thôi, nhưng mà cùng phát xít luôn, nhưng mà phát xít Đức nhìn ngon rồi. Ok đứng được sao giờ nó hết đứng rồi. Bỏ tay ghẻ ra nhìn nó mới đẹp được. Điêu có lấy gì bữa kêu em chụp hình lại em có chụp không nhỉ? Không thì để em chạy qua lấy đi. Bữa ai cầm thẻ quẹt đưa quẹt này. Để lấy mình chi tiết quay.